Chào mừng quý vị khán giả đã trở lại với kênh Anh Em Channel. Cái gì là ăn nữa Nè hai anh em con chơi xong rồi, giờ ăn nuôi với sườn mẹ con nấu nè cả nhà ơi. Cả nhà thấy có ngon không? Ăn cùng anh em con nha. Các bạn cùng ăn cùng mình nha. Ăn thấy thương không cả nhà? Các bé phải nhớ ăn nhiều vô nha, cho mau lớn nha. Ăn rau, ăn thịt, ăn cơm, ăn bún, ăn phở, ăn nhiều vô nha. Món nào mình cũng ăn hết, ăn cho đầy đủ chất dinh dưỡng ha, cho tốt sức khỏe nha. Mình để sớm bổ nha. Ăn này mẹ phục vụ một bài hát cho hai đứa con vừa ăn vừa nghe ha. Ba là cái mẹ xin tặng cho hai đứa con một bài hát. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là Cái cây bài đó nến hồng. cho đó Ba bài ngọn đó nến lung linh. nhanh nhanh La 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 sao la. bài đó nhanh thế mà hát chi Nói đàng hoàng, nói gì không hoàng đó. Thì mẹ hát nhiều bài nữa. La 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 la, thắp sáng một gia đình. Rồi, tặng cho bài khác nữa ha. Dạ con. Bài gì nữa ta? Bài bà ơi bà, cháu yêu cái bà bài đó lắm. Tóc bà trắng, bạc trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Khi cháu phân lệch, cháu cháu biết bà bà vui. vui Mày hát hay không? Mày hát hay không? kháng cười Mắc cười hả? Vỗ tay hả? Mình phải vỗ tay, hát xong phải vỗ tay chứ. Rồi, muốn nghe bài gì nữa? Phục vụ một bài hát nữa thôi. không ba ba bài nữa Ba bài nữa hả? Ba bài nữa hả? Mẹ có thuộc không? À, bắt kim thang đi ha. Bài thứ nhất là bắt kim thang. không bài đó của em bé con là phải em bé còn lớn rồi rất Bắt kim thang cà lang bi rờ, cột quá kèo là kèo qua cột, chú bán dầu qua cầu mà té, chú bán ếch ở lại làm chi, con le le đánh trống thổi kèn, con bìm bịp thổi tò tí te tò te. Hai bài nữa ha. Bài gì nữa ta? cộng hai cái nữa là ba Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba, cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười. Rồi, mẹ giờ gấp vui chưa? Chưa hết ba bài hát mà con ăn hết rồi hả? Vậy còn một bài nữa, bài gì đây ta? con chưa có Bài gì, bài gì, bài gì? Giờ mẹ không nhớ bài gì luôn nè. Thôi tặng câu thơ đi, tặng câu thơ thế trong bài hát đi ha. câu thơ gì vậy À, công cha như núi Thái mẹ Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho cho chọn tròn chữ chữ hiếu nghĩa mới mẹ là đạo con. con cái áo rồi chưa ra hết Giờ tặng thêm cái nữa. ăn Anh hai cái em nữa như thể tay chân, rách lành đùm bọc đỡ đần có nhau. Giỏi quá. Cảm ơn cả nhà. cảm ơn nữa Rồi, mẹ sẽ lấy thêm cho mỗi anh ăn đây. Cảm ơn cả nhà rất nhiều đã xem hết video của con nha. ngon quá nhưng mà Chứ lần này con không có ăn nghe không ừ.
Nếu thấy thích vui lòng đăng ký thành viên, like, subscribe và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại. Chân thành hả? Nói chân thành hả? Chân thành. Chân thành cảm ơn. Xin hẹn gặp lại.